Giám đốc CDC Hải Dương nhận 27 tỷ lại quả của Việt Á chia cho những ai? Sau khi thỏa thuận phần trăm lại quả để ưu tiên sử dụng kit xét nghiệm của công ty Việt Á, cựu giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến đã nhận 27 tỷ đồng và chia cho nhiều lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế và CDC Hải Dương. Cơ quan Cảnh sát điều tra C03, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan. Những tỉnh nhúng chàm vì Việt Á, trong số các bị can, C03 đề nghị truy tố ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, cùng 5 bị can khác bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ này, cùng bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố ở các nhóm tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Trong vụ án, ngoài Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ liên quan đến sai phạm của Công ty Việt Á, C03 còn xác định các đơn vị liên quan như Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, CDC, các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An, Bình Dương khi đã tiêu thụ gần 680.000 kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 222 tỷ đồng. Trong đó, các ông, bà, Ngụy Thị Hậu, Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán CDC Bắc Giang, Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang, Nguyễn Mạnh Cường, cựu kế toán trưởng CDC Hải Dương, Nguyễn Thị Trang, Giám đốc Tư vấn và Dịch vụ Tài chính, Sở Tài chính tỉnh Hải Dương. Tiêu Quốc Cường, kế toán trưởng, Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế Bình Dương, Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương, Trần Thanh Phong, Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương, Lê Thị Hồng Xuyên, nhân viên CDC Bình Dương, Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An, Nguyễn Thị Hồng Thắm, kế toán trưởng CDC Nghệ An, cùng bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Phạm Duy Tiến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Ông Phạm Mạnh Cường, giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương, bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đối với ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương, trước đó bị C03 khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 7 tháng 4, C03 ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố đối với ông Thăng từ tội lợi dụng chức vụ sang tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, tại bản kết luận điều tra này, C03 tiếp tục đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Thăng về tội nhận hối lộ để truy tố theo quy định pháp luật. Nhận hàng chục tỷ đồng lại quả rồi chia nhau. Trong vụ án, C03 xác định ông Phan Quốc Việt có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Lợi nhuận thu được từ việc nâng khống giá kit xét nghiệm từ 143.000 đồng một kit test lên 470.000 đồng một kit test, ông Việt đã dành 3,45 triệu đô la Mỹ và 4 tỷ đồng để lót tay, đưa hối lộ những lãnh đạo, cán bộ của một số bộ, ngành, địa phương. Trong đó, người nhận hối lộ nhiều nhất từ ông Việt là cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long với tổng số tiền 2,25 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 51 tỷ đồng. Kết luận điều tra thể hiện, ông Long đã can thiệp, tác động và chỉ đạo giúp Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit test COVID-19. Hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương trái quy định của pháp luật, không có căn cứ để Công ty Việt Á tổ chức sản xuất, tiêu thụ kit test theo đơn giá mà ông Việt nâng khống, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Ngoài ra, ông Long còn giới thiệu ông Việt với lãnh đạo một số địa phương nhằm tạo điều kiện cho Công ty Việt Á tiêu thụ kit test. Tại Hải Dương, C03 xác định, xuất phát từ việc ông Long can thiệp, tác động và từ việc ông Việt đã đưa 100.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 2,3 tỷ đồng, và đề nghị nên ông Thăng đã kết luận, chỉ đạo cho Công ty Việt Á vào tỉnh Hải Dương tham gia công tác xét nghiệm COVID-19. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan ký hợp đồng sử dụng kit xét nghiệm và các thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế khác của Công ty Việt Á. Ngoài ra, ông Thăng còn chỉ đạo, yêu cầu Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh tỉnh Hải Dương giao CDC Hải Dương phối hợp với công ty Việt Á xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng, tăng năng suất xét nghiệm. Quá trình phối hợp, CDC Hải Dương đã ứng trước kit test và các vật tư, sinh phẩm y tế khác của công ty Việt Á để sử dụng. Sau đó thông đồng, làm thủ tục đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, để công ty Việt Á trúng thầu theo đơn giá mà công ty này đưa ra. Qua đó, CDC Hải Dương ký hợp đồng thanh toán gần 148 tỷ đồng cho công ty Việt Á từ nguồn ngân sách nhà nước, gây thiệt hại gần 74 tỷ đồng. Ngoài ra, trước khi CDC Hải Dương hợp thức hồ sơ đấu thầu, ký hợp đồng, thanh toán tiền cho công ty Việt Á, ông Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, đã thỏa thuận, thống nhất với ông Phan Quốc Việt về việc sau khi thanh toán, công ty Việt Á sẽ chi lại cho ông Tuyến và một số lãnh đạo tỉnh Hải Dương số tiền từ 20-25% giá trị hợp đồng, để CDC Hải Dương ưu tiên sử dụng kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Theo thỏa thuận này, từ ngày 19/5/2021 đến ngày 19/11/2021, ông Tuyến đã 3 lần nhận tổng số tiền 27 tỷ đồng do công ty Việt Á chuyển. Nhận tiền, ông Tuyến đã đưa cho ông Thăng 600 triệu đồng và 50.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng, đưa ông Phạm Mạnh Cường, giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương, 7 tỷ đồng, đưa ông Nguyễn Mạnh Cường, cựu kế toán trưởng CDC Hải Dương, 300 triệu đồng, đưa một số lãnh đạo, cán bộ CDC Hải Dương tổng số tiền 1,82 tỷ đồng, số còn lại ông Tuyến sử dụng cá nhân. Danh sách các bị can bị đề nghị truy tố. Nhóm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. 1. Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á. 2. Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á, nhóm tội nhận hối lộ. 1. Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Bộ Y tế. 2. Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương. 3. Trịnh Thanh Hùng, phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ các ngành kinh tế, kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ. 4. Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế. 5. Nguyễn Huỳnh, phó trưởng phòng quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. 6. Nguyễn Nam Liên, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính, Bộ Y tế. Nhóm tội đưa hối lộ. 1. Phan Tôn Noel Thảo, trợ lý tài chính công ty Việt Á. 2. Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ công ty Việt Á, nhóm tội vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 1. Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. 2. Phạm Công Tạc, cựu thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Nhóm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 1. Trần Thị Hồng, nhân viên kinh doanh công ty Việt Á. 2. Trần Tiến Lực, cựu nhân viên công ty Việt Á. 3. Ngụy Thị Hậu, phó trưởng phòng tài chính kế toán CDC Bắc Giang. 4. Phan Huy Văn, giám đốc công ty cổ phần dược vật tư y tế. 5. Phan Anh Phan Thị Khánh Vân, kinh doanh tự do. 6. Lâm Văn Tuấn, giám đốc CDC Bắc Giang. 7. Nguyễn Mạnh Cường, cựu kế toán trưởng CDC Hải Dương. 8. Nguyễn Thị Trang, giám đốc tư vấn và dịch vụ tài chính, Sở Tài chính tỉnh Hải Dương. 9. Tiêu Quốc Cường, kế toán trưởng, phó trưởng phòng kế hoạch tài chính, Sở Y tế Bình Dương. 10. Nguyễn Thành Danh, giám đốc CDC Bình Dương. 11. Trần Thanh Phong, phó trưởng phòng tài chính kế toán CDC Bình Dương. 12. Lê Thị Hồng Xuyên, nhân viên CDC Bình Dương. 13. Nguyễn Trường Giang, tổng giám đốc công ty VNGAT. 14. Nguyễn Thị Thúy, giám đốc dự án công ty VNGAT. 15. Nguyễn Văn Định, giám đốc CDC Nghệ An. 16. Nguyễn Thị Hồng Thắm, kế toán trưởng CDC Nghệ An. 17. Hồ Công Hiếu, thẩm định viên công ty thẩm định giá miền Nam, chi nhánh Nghệ An. 18. Vũ Văn Doanh, giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá Thăng Long. 19. Tạ Ngọc Chức, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định và đầu tư toàn cầu. 20. Ninh Văn Sinh, cựu phó giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá Trung Tín. 21. Lê Trung Nguyên, nhân viên công ty Việt Á, nhóm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 1. Phạm Mạnh Cường, giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương. 2. Nguyễn Văn Trịnh, cựu thư ký phó thủ tướng, cựu cán bộ văn phòng chính phủ. Nhóm lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
1. Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên SNB Holding. 2. Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đối với ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương, C03 đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can về tội nhận hối lộ, truy tố theo quy định pháp luật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.